Toàn ra cuối cùng tạm bái này kim mà cứ vì Việt Nam mà quốc Thái Nguyên tình Thái Nguyên thành phố Túc Duyên phường nhân dân ni tổ 7 số nhà 10 y Vu Gia Sư. Này cùng tiến tạp bàn phổ lưu hương đăng đẳng vật nhất tâm mà đình ngã lễ nhị bái cam chiều cáo vong hồn mẹ Nguyễn Thị Nhỡn ni nay thọ duy thượng hưởng kiểu thập mà nhị tuế sắc sắc không không luân hồi đã định thương người đoan chính mà cần kiệm mà cô lao sông gửi thác về đời người sao tranh cỏ thương ơi ai nỡ để giường không chiếu lành anh thai dương chiêu đình nhà trường sơn mấy ai mà gặp cảnh u buồn thuyền bát nhã tam quy đón dương ôi mẹ ơi sạch môi tục vị vui cảnh bồng lai cõi thọ mẹ quay về để lại cho các con các cháu anh em nội ngoại trăm thương ngàn nhớ ôi mẹ ơi nhớ mẹ thủa trước trong tuổi xuân xanh ơn mẹ cha đạo cả sinh thành đêm ngày dạy dỗ đường ăn nhẽ ở việc cửa việc nhà lo bề nghi thức nghi gia cho sum họp mà chúc mãi mây đoá mẹ ơi cương thường đạo cả lòng những lo hiếu thảo đền ơn nếp hiệm cần hằng giữ sớm hôm mong nôi được gia phong cơ chỉ ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề cho vẹn tròn đường nọ lối kia tuy khó nhọc mà chưa cam mơ hà dạ thế mà bỗng đâu gió cả quất bẻ cành mai
hoa lìa cây rụng cánh tơi bời, yến lìa tổ kêu xuân vòa võ. Mẹ ơi, từ nay biết lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào, từ nay quạnh bóng ra vào cõi nam cảnh bắc, ngày trời sâu khắc đêm vắng năm canh, tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài manh, tưởng thấp thoáng bóng hình mẹ trong khói. Hiền mai bóng dọi ra ngần vào ô ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh, ai hay số mệnh thuốc trường sinh cầu vương mẫu chưa trao, bút Nam Tào chữ tử sinh nhà đã sông định. Mẹ ơi, bùi ngồi cam cành hai hàng nước mắt con trâu, anh em nội ngoại đầm đầm nhớ nơi ăn chôn ở giường nằm, như cắt ruột xót lòng cho anh em con trâu trên trần thế. Mẹ ơi, mấy dòng kể lể chiêu hồn mẹ về than thở nguồn cơn, cầu anh linh phù hộ cho cháu con, cầu thần Phật A Di Đà tiếp dẫn linh hồn mẹ được siêu thoát, con Nam Mô A Di Đà Phật. Phật na chúc thực mẹ ơi, bây giờ trời đã trưa rồi, mẹ ơi, nay các con các cháu anh em nội ngoại sắp mâm cơm chay để mời mẹ về, mẹ rồi cơm mà. Mẹ ơi, bây giờ trời đã trưa rồi, mẹ ơi, nay các con các cháu anh em nội ngoại sắp mâm cơm chay gắp thức ăn để mời mẹ về, mẹ yên hưởng lai lâm phù hộ độ trì anh em con cháu toàn gia quyến nhất tâm mà bái. Mời một bác con gái cả nên để dâng chén nước mời mẹ. Mẹ ơi, tuần cơm chay các con đã mời mẹ rồi. Mẹ ơi, nay còn chén nước chè. Mẹ ơi, chè xanh chén ngọc đầy bơi, hai tay con gái dâng nước, con mời mẹ về hiến hoàng lai lâm. Mẹ ơi, ba hồn chín vía mẹ về âm hưởng bữa cơm chén nước
để rồi phù hộ độ trì cho tất cả anh em con cháu trai gái dâu rể, các cháu chắt nội ngoại toàn gia quyến nhất tâm bờ bái. Vâng, bác đặt chén nước xuống. Mời hai bác về vị trí. Xin mời một cháu nội lên để dâng tiền vàng để dâng cho bà chiều nay, tiện đưa bà ra đi về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Bà ơi, dâng cả đĩa nữa. Bữa cơm trưa nay là bữa cơm ly biệt cuối cùng rồi, bà ơi. Bà ơi, cháu là cháu nội của bà đây, cùng với tất cả các cháu nội ngoại. Bà ơi, hai tay cháu đại diện dâng nghi kim ngân nợ tiền vàng. Bà ơi, để rồi chiều nay tiễn đưa bà ra đi rồi. Bà ơi, tiền này lấy các con các cháu dâng mời bà. Bà ơi, để rồi chiều nay tiễn đưa bà đi. Bà ơi, bà có đi thì đi đường bạc, bà chớ lạc vào đường xanh. Đường bạc là đường tu hành, còn đường xanh lâm vào địa ngục. Bà ơi, cháu dâng tiền vàng đây, bà đến ngã ba ngã bảy để rồi bà đưa tiền cho các quan các ngài để rồi chứng giám độ trì cho vong linh hương hồn bà được siêu thoát và về bên nước Phật A Di Đà. Bà ơi, linh thiêng rồi bà về chứng giám độ trì cho các con các cháu ở đời được mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Này kính thỉnh vong linh hương hồn cụ Nguyễn Thị Nhớn. Nay cụ hưởng thượng thọ 92 tuổi, cụ còn đang phán phất ở Đông Tây Nam Bắc, ở cây cao bóng cả, để rồi linh thiêng được cụ về trước linh sàng để hiến hưởng bữa cơm chay buổi trưa ngày hôm nay. Để rồi các con, các cháu, anh em nội ngoại kính mời linh thiêng giữa ba hồn chín vía cụ về trước linh sàng âm hưởng bữa cơm. Để rồi cụ về là phù hộ độ trì cho tất cả anh em con cháu nội ngoại đầu năm chi giữa, nửa năm chi cuối đi tươi về tốt, đi một về mười, con người con của được mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn gia lễ tất, tất cả lễ tạ ba lễ. Vâng, lễ chúc thực bữa cơm cuối cùng cho vong linh hương hồn cụ đến đây đã xong rồi. Xin mời toàn thể các bác anh chị em đứng dậy.